Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này Vương xin chia sẻ cho quý vị các bạn cách khôi phục tin nhắn Zalo đã bị xóa nha. Thì một số bạn là nhắn tin riêng cho mình là tại sao là Zalo bây giờ là không có cái nút mà khôi phục tin nhắn. Nên là Vương phải làm video này để chia sẻ chúng ta để tìm ra cái nút mà để khôi phục tin nhắn nè. Và bây giờ mình sẽ vào ứng dụng của Zalo này. Thì ở đây chúng ta sẽ vào là phần cá nhân này, vào phần bánh răng cưa cài đặt này thì ở đây có cái phần mà sao lưu và khôi phục là nằm ở đây nhưng mà khi chúng ta bấm vào đây thì chúng ta chỉ có thấy là sao lưu chứ không thấy cái khôi phục ở đâu nha vì vậy nên vương làm video này chia sẻ chúng ta để cách uh, khôi phục lại cái tin nhắn mà đã bị xóa nha rồi vương xin phép đoạn ngay bây giờ xin mời quý chị các bạn cùng theo dõi rồi bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng zalo lên nè thì bây giờ mình sẽ ví dụ mình sẽ xóa một số tin nhắn cho các bạn xem nè mình sẽ xóa cái đây mình nhắn giữ nè mình nhắn giữ nè xóa xóa này ví dụ như mình sẽ xóa đi một kẻ các ai cả cái luôn rồi mình xóa tới ông trà đây nha rồi bây giờ mình sẽ xóa tám cái tin nhắn tám có một tin nhắn rồi là nó báo đây là xóa khi xóa một trò chuyện là chúng ta sẽ không thể nào khôi phục nha thì giờ mình sẽ bấm xóa luôn sau khi vương xóa thì nếu các bạn khôi phục nhanh trong vòng 5 giây thì chúng ta sẽ khôi phục tại đây còn bây giờ qua 5 giây rồi thì chúng ta sẽ khôi phục như thế nào rồi thì chúng ta muốn khôi phục những cái tin nhắn đã xóa mà chúng ta đã sao lưu rồi nhưng mà như bạn cũng chưa biết cách khôi phục nha chúng ta sẽ vào cá nhân nè các bạn sẽ vào bánh răng cưa và chúng ta sẽ bấm vào sao lưu và khôi phục mình sẽ bấm vào đây thì ở đây một số bạn là không thái nha hồi được trước á, một bên đã để là sao lưu một bên là để khôi phục nhưng bây giờ cái nút khôi phục nó sẽ biến mất nó không có trên tại đây nữa thì các bạn đừng lo lắng thì nó sẽ nằm ở tại đây nè nó vào cái nút ba chấm là các bạn bây giờ vương sẽ bấm vào cái dấu ba chấm tại đây vương sẽ bấm là khôi phục đó thì bây giờ là những cái tin nhắn của vương đã xóa là nó sẽ được khôi phục về ngay lập tức nha đó bây giờ là nó sẽ chạy nó nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào số lượng tin nhắn của các bạn nhiều hay ít nha rồi như vậy là nó đã báo là khôi phục tin nhắn thành công bây giờ vương sẽ thoát ra vương sẽ vào tin nhắn xem rồi đó như là những tin nhắn nó đã trở về các bạn chúng ta đếm này một hai ba bốn năm sáu bảy tám này tới ông trà là vẫn có này chúng ta sẽ bấm vào tin nhắn hình ảnh đầy đủ nha không bị thiếu cái gì hết nha các bạn ha đó còn một số bạn là không biết nên nhà Phương phải làm video này để chia sẻ chúng ta cách khôi phục. Nhưng mà trước khi mà chúng ta xóa thì các bạn hãy nhớ là phải sao lưu nha. Các bạn chưa sao lưu thì chúng ta không thể nào khôi phục được. Nếu các bạn chưa sao lưu thì chúng ta xóa thì chúng ta phải khôi phục trong vòng 5 giây. Còn qua 5 giây mà chưa sao lưu thì coi như bỏ xong bỏ bẻ các bạn ơi. Chúng ta không thể nào khôi phục lại được nha. Rồi, như vậy là hôm nay Vương làm video rất ngắn gọn. Cách khôi phục tin nhắn đã bị xóa thì video đến đây là kết thúc rồi. Mình chúc quý anh chị các bạn thực hiện thành công cách mà khôi phục tin nhắn nha. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.